Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Và đây là số hỏi đáp thứ 13 liên quan tới vấn đề chip Xeon. Thôi mình hay đọc là Xeon, có thể một số anh em đọc là Xeon thì mình xin phép đọc là Xeon kiểu cho nó thuận miệng đi. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Divine Hunter. Anh nghĩ sao về việc mua Xeon cùng RAM SSD để chạy giả lập cho đỡ lỗi ạ? Giả lập ở đây có phải của bạn là kiểu giả lập cày game đúng không? Nếu như giả lập cày game ấy, thì chắc chắn đã có bạn nghe ăn câu nói này: mua Xeon về mà chơi cho đỡ lỗi, lỗi đã có RAM SSD sửa lỗi cho, đúng không? Anh em chắc chắn đã nghe rất nhiều rồi. Về lý thuyết đúng nhưng thực tế chưa chắc. Tại sao? Để kết hợp được một combo hoàn chỉnh thì anh em sẽ cần Windows 10 bản quyền. Mình sẽ gói gọn toàn bộ các Windows lại với nhau nhé, thành một bản quyền thôi cho video kiểu đỡ lan man. CPU Xeon cùng với RAM SSD. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là thực sự có bao nhiêu bạn đang xài Windows 10 bản quyền? Và các bạn đừng thần thánh hóa sức mạnh của RAM SSD. Đúng là RAM SSD có thể sửa lỗi, nhưng mà trên trang chủ của Intel đã ghi rõ ràng rằng RAM SSD chỉ sửa những lỗi phổ biến. Những cái lỗi không phổ biến ấy là như nào? Các bạn xài Windows 10 correct, nó sẽ phát sinh đến cả tỷ lỗi. Đấy là những lỗi không hề phổ biến thì chắc chắn RAM SSD sẽ không thể sửa lỗi được. Thì cái việc phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng thì chắc chắn có, mình không phủ nhận điều này. Tuy nhiên thì có thể cả năm anh em mới xảy ra một lần đúng không? Mà đang trong lúc gây cấn nó sẽ lỗi phát xanh màn hình, đúng không? Rất là bực mình. Thì anh em đừng nhầm lẫn nhá. Và nếu như anh em vẫn muốn đầu tư ấy thì mình khuyên nếu như là mua cũ vẫn nên mua Xeon, bởi vì nó hỗ trợ rất nhiều RAM đấy, sử dụng 2 CPU Xeon thì cái vấn đề hỗ trợ RAM rất tốt. Còn nếu như mua mới thì mình khuyên Core i sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Rồi, chuyển sang câu hỏi của bạn Anh Phạm. Anh nghĩ sao về việc so sánh AMD Threadripper 3960X và Xeon Platinum 8260? Em đọc nhiều chỗ so sánh em có thấy sao sao ấy. Đúng là sao sao thật. Bởi vì sao? Các bạn không thể nào so sánh AMD Threadripper với Xeon Platinum được. Bởi vì sao? Bởi vì đây là hai phân khúc hoàn toàn khác biệt nhau. Giá của CPU Threadripper 3960X nó chỉ rơi ở khoảng 35 triệu thôi. Còn với giá của Xeon Platinum 8260 nó lên cả 100 triệu đồng cơ. Đồng ý với các bạn một điều là thông số nó giống hệt nhau. Tuy nhiên, cái phân khúc lại khác nhau. Xeon Platinum nó hướng đến phân khúc server workstation, còn với AMD Threadripper nó hướng đến phân khúc HDDT, tức là phân khúc PC hiệu năng cao. Thì phân khúc khác nhau thì không thể nào so sánh, kể cả nó có cùng cấu hình đi chăng nữa, bởi vì nó phụ thuộc nhiều vào cái nhu cầu sử dụng nữa. Và nếu như anh em thích về cái chủ đề này thì đừng quên để lại ý kiến dưới mục bình luận. Mình sẽ làm riêng về một video để phân tích rõ cái vấn đề này. Bạn Quyên Nguyễn, em hỏi cúp điện đang xài PC chơi game thì bộ phận nào bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ? Nếu là nguồn xịn thì có làm sốc điện toàn bộ các linh kiện không? Em cảm ơn. Bộ phận mà ảnh hưởng nhiều nhất nếu như các bạn cắt nguồn ấy, mình chỉ xét đến vấn đề là đồ mới thôi nhá. Đồ cũ thì mình không xét đâu, bởi vì đồ cũ nó lan man quá. Thì nếu là đồ mới thì cái ảnh hưởng nhất đó chính là HDD của các bạn. Tiếp theo đó là bộ nguồn. Còn với các linh kiện khác thì bây giờ các hãng đã tính đến các trường hợp ấy rồi. Nó sẽ không thể là lỗi kiểu sụp phát cái mất luôn đâu. Trong trường hợp bất khả kháng, mất điện một vài lần thì không sao, kiểu một năm chắc mất điện một vài lần thì không sao. Nhưng nếu như đang sử dụng bình thường mà anh em lười tắt rút dây nguồn ra thì theo mình không nên, nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới các linh kiện, đó chính là bộ nguồn của anh em. Và nếu như để chắc chắn anh em hãy mua các bộ nguồn uy tín, bởi vì tiết tiền một chút nhé, mua các bộ nguồn giá rẻ thì việc anh em chỉ một vài lần cắt điện thôi là bộ nguồn anh em đã chập chờn luôn rồi. Rồi, chuyển đến câu hỏi khá hay của bạn Hiếu Minh Nguyễn. Cho em hỏi có nên chọn màn G-Sync Compatible không ạ? Và hiệu năng mang lại có khác biệt nhiều so với màn G-Sync không? Cái màn G-Sync Compatible ấy mà bạn nói, mình không biết mình đọc đúng hay chưa, tiếng Anh của mình không tốt lắm. Thì đó thực chất là một màn công nghệ FreeSync của AMD, đạt đủ điều kiện thì sẽ được update lên màn G-Sync. Thì để dễ hiểu một chút nhé, nó nhanh gọn thôi. Màn xịn hỗ trợ ngay từ ban đầu, lúc xuất xưởng bao giờ nó cũng có trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên nếu là game thủ thôi thì các bạn không quá quan tâm đến cái vấn đề này, vẫn có thể sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Rồi, cuối cùng là câu hỏi hơi ngoài lề một chút, mình thực sự thì mình không biết phải trả lời câu hỏi này hay sao, của bạn Gia Khánh Nguyễn. Tại sao RX 5500 XT không bán ở Việt Nam ạ? Mình không phải là người nhập hàng, mình không phải đến từ các hãng, nên mình chắc chắn mình không thể nào mình biết được là tại sao hãng lại không nhập về bán. Nhưng mà xét trên góc độ người dùng nhé, mình sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình như này. RX 5500 XT sinh ra là để cạnh tranh với 1650 và 1650 Super. Mình hỏi các bạn nhé, 1650 và 1650 Super nó có thực sự ấn tượng hay không? Nó có mang kiểu ý nghĩa cạnh tranh không? AMD sinh ra một dòng VGA để cạnh tranh một dòng VGA khác đến từ Nvidia, mà để cạnh tranh một dòng nó đã kém thu hút người dùng rồi thì ra một dòng nữa, nó có được hay không? Và chưa kể đến nữa là RX 5500 XT nó có phiên bản 8GB VRAM. Mình thấy đây là một sự thừa thãi không cần thiết. Thật sự luôn, các bạn có thể lựa chọn một phiên bản RX 5600 XT với 6GB RAM, nó tốt hơn rất nhiều. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Nếu anh em quan tâm thì có thể click vào. Và nếu như có câu hỏi nào hay thì hãy để ngay dưới mục bình luận của video. Anh em nhớ bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.